hãy tưởng tượng thị lực của bạn được cải thiện an toàn và nhanh chóng. Và bạn có thể nhìn thấy một thế giới lớn hơn với nhiều sự phấn khởi, nhiều hoạt động, cùng những đam mê, để bạn sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Smile, giờ đây bạn không cần tưởng tượng nữa. Yes, Smile Pro, kỹ thuật điều chỉnh thị lực bằng khúc xạ không tác động đến giác mạc.